MC Phan Anh tiết lộ chuyện bị lạm dụng tình dục từ năm 6 tuổi. Ông bố ba con dũng cảm tiết lộ về nỗi ám ảnh khi chính anh bị người khác xâm hại tình dục khi còn bé. Tối qua 13 tháng 3, MC Phan Anh tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận khi bất ngờ kể lại câu chuyện về tuổi thơ bị xâm hại tình dục nhiều lần trên trang cá nhân. Phan Anh kể, 6 tuổi, có một bạn gần nhà thường xuyên bắt tôi tụt quần ra, nằm lên và nghe bạn ấy kể những câu chuyện kinh khủng về việc quan hệ tình dục. 7 tuổi, một người quen kia lớn hơn tôi khá nhiều, khi ngủ cùng đã cầm tay tôi nhét vào trong quần và hôn tôi trong bóng tối. Cũng khoảng thời gian đó, một bữa chúng tôi đang chơi thì có tiếng quát và tiếng cười ầm ĩ của mấy người lớn khi phát hiện ra hai đứa nhóc tầm 5 tuổi gì đó trong xóm đang bắt chước làm chuyện giống phim con heo. 8 tuổi, trong khi lang thang chơi buổi trưa một mình, có người kia gọi tôi vào nhà. Xin lỗi, tôi không thể kể rõ ngọn ngành vì khi tập trung nhớ lại, tôi thấy bủn rủn chân tay và rùng mình từng đợt, không tài nào gõ thêm được. Tim như bị ai đó bóp chặt rất khó thở. Nam MC điển trai còn dũng cảm tiết lộ về nỗi ám ảnh khi chính anh đã xâm hại tình dục người khác. Đó là câu chuyện lúc còn nhỏ, cũng tầm 8 tuổi. Tôi, dù rất sợ hãi mỗi khi bị lạm dụng, nhưng dường như không ý thức được nó là điều kinh tởm. Thế nên chính bản thân, chúng tôi nhiều lúc cũng giả vờ chơi trò vợ chồng rồi nằm lên nhau. Tôi biết nó không hẳn là trò chơi vì nó có cảm giác thật sự. Rồi có một lần, chúng tôi bắt chước trong phim người lớn, bạn gái kia bị đau, khóc rồi dọa về mách mẹ. Dù còn nhỏ nhưng không hiểu sao ngay lúc đó, tôi nghĩ câu chuyện vỡ lở ra thì người ta sẽ giết, sẽ cho mình đi tù. Tôi năn nỉ, làm đủ trò để cô bạn hứa là sẽ im lặng. Tôi sợ muốn chết và cả chiều, tối hôm đó trốn tiệt trong nhà, mỗi lần có tiếng cạch cửa hay cảm giác ai đó đang đi vào, tôi đều rất hoảng hốt. Cảm giác đó vẫn ám ảnh tôi đến giờ. Sở dĩ ông bố ba con chia sẻ câu chuyện chẳng hay ho của mình bởi anh muốn mỗi cá nhân biết cách bảo vệ bản thân, mỗi người phải lên tiếng để bài trừ khi gặp cảnh tương tự. Anh cũng kêu gọi và mong mỏi pháp luật mạnh tay xử lý những kẻ đã ngang nhiên gieo ra tội ác này. Trước những lời bình luận của khán giả về câu chuyện bị xâm hại tình dục từ năm 6 tuổi và từng đi xâm hại người khác, MC Phan Anh chia sẻ: những gì đã xảy ra là những gì đã xảy ra, chúng ta không thể thay đổi. Nếu qua đó mà học được bài học cho chính mình thì đấy là lý do vì chuyện đó đã xảy ra, dù kinh khủng hơn là những chuyện kinh khủng đã xảy ra mà không biết lại để nó xảy ra thêm một lần nữa. Tôi không bao giờ chối bỏ quá khứ dù nó có thế nào. Câu chuyện của Phan Anh sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong phần bình luận, nam ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ cũng từng trải qua những ngày tháng không muốn nhớ lại. Nó cũng làm mình hoang mang mất một thời ở ngưỡng cửa trưởng thành, nên mình đã cố gắng tìm hiểu để biết cảm thông và biết căm phẫn. Ông bố hai con viết. Hoa hậu Dương Thùy Linh cũng đồng cảm chia sẻ câu chuyện có thật của bản thân. Em thì cũng bị bạn bè cùng khu phố, lúc đó kêu hai anh em họ em vào, bắt cởi đồ, nằm lên nhau. Em không hiểu chuyện gì xảy ra và ông anh họ bằng tuổi cũng không hiểu gì. Bọn nó bảo không được kể với người lớn, nhưng em vốn không giỏi nghe lời lắm nên về kể hết giữa nhà. Ông anh họ sợ tái mặt, không biết phụ huynh có đi xử lý bọn kia không, nhưng không bao giờ thấy chúng nó dù vậy nữa. Đúng là chả ra làm sao, may em không bị ám ảnh. Nể phục khối tài sản khủng Mizu làm ra sau một năm chia tay bạn trai. Theo thông tin mà Mizu vừa chia sẻ, cô mới tậu thêm một căn hộ chung cư. Như vậy, chỉ trong một năm, nữ diễn viên đã mua đến 4 căn nhà. Mới đây, trên trang cá nhân, Mizu vừa chia sẻ hình ảnh cũng như thông tin cô vừa tậu một căn hộ chung cư mới. Nữ diễn viên còn chia sẻ đôi dòng tâm sự như sau. Nhiều người khuyên tuổi trẻ nên dành tiền đi du lịch và khám phá thế giới. Du lại nghĩ tuổi trẻ nên tranh thủ làm việc và tích lũy tài sản để có nguồn thu nhập thụ động cho bản thân. Khi có nhiều tài sản và nhiều nguồn thu nhập, chúng ta có thể tự tin đi du lịch đến bất cứ nơi đâu, yêu ai hay bỏ ai cũng không vì đồng tiền mà suy nghĩ, làm chủ cuộc sống và lo lắng cho gia đình mình, tiếp tục đặt ra thêm nhiều mục tiêu và chiến đấu nhiều hơn trong năm nay. Như vậy,
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau khi chia tay Phan Thành, Mizu đã tậu đến 4 căn hộ. Bởi đầu năm nay, Mizu đăng tải hình ảnh cô cùng bố mẹ đang ký kết hợp đồng mua nhà, quyết định ký mua thêm 3 căn hộ vào dịp cuối năm. Bính thân như vậy là quá mãn nguyện, giờ chỉ chờ Đinh Dậu đến và cố gắng hơn nữa thôi. Thông tin này khiến không ít người bất ngờ, xen lẫn sự ngưỡng mộ dành cho Mizu. Hình ảnh Mizu và bố mẹ đi mua 3 căn nhà mới vào đầu năm nay. Nữ diễn viên khẳng định việc mua nhà là để đầu tư, kinh doanh và luôn động viên mọi người cùng cố gắng trên trang cá nhân. Khi có người than thở, đi làm lương 7 triệu biết đến bao giờ mới mua được nhà, hot girl động viên. Đừng nản, đâu phải em làm lương 7 triệu cả đời đâu, em phải đặt mục tiêu cao hơn và cố gắng rồi cũng sẽ được thôi. Hình ảnh sạch sẽ, thân thiện cùng sự nghiệp vững chắc khi đứng trên chính đôi chân đã giúp Mizu càng được khán giả yêu mến. Sau khi chia tay Phan Thành, Mizu hoạt động mạnh trở lại trong lĩnh vực giải trí. Năm 2016, Mizu gặt hái nhiều thành công trong hai bộ phim Bí ẩn song sinh và 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu. Năm qua, cô còn nhận giải diễn viên châu Á xuất sắc do Korean Culture Entertainment Award 2016 bình chọn. Thời gian qua, Mizu cũng được đồn đoán có tình cảm với Hari Lu, nhưng cô phủ nhận và cho biết cả hai chỉ như bạn bè thân thiết. Hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, độc lập và mạnh mẽ của Mizu đã truyền cảm hứng cho nhiều cô gái trẻ. Mizu ngày càng xinh đẹp, cuốn hút. Minh Hà lần đầu thổ lộ chuyện làm dâu nhà Lý Hải. Bên cạnh việc bày tỏ niềm hạnh phúc khi làm dâu nhà Lý Hải, Minh Hà còn cho biết bản thân và ông xã đều nghiện con. Gia đình sao Việt, đông thành viên nhí nhất showbiz, thừa nhận cả hai vợ chồng đều rất thích được quây quần cùng các con mọi lúc mọi nơi. Xuất hiện trong một chương trình truyền hình mới đây, dù lần đầu thử sức ở vai trò MC, nhưng hai vợ chồng Lý Hải, Minh Hà với những chia sẻ chân thành đã mang đến sự gần gũi với khán giả, đặc biệt là những trải nghiệm về đời sống gia đình, sự quý trọng bình an. Bằng sự mộc mạc thường tình, Minh Hà đã không ngại chia sẻ cảm giác khi làm dâu con nhà Lý Hải. Theo đó, cô nhận vui mình là một nàng dâu may mắn bởi má chồng dù đã 91 tuổi nhưng rất mực lo lắng và quan tâm cô, thậm chí còn thương hơn cả chàng con ruột Lý Hải. Minh Hà chia sẻ, mỗi lần anh Hải đi đâu mà không có em đi cùng là má đi ra nói là Hải ơi, con đi ra ngoài mà không dẫn vợ đi theo vậy là không có được đâu. Tình cảm của má chồng dành cho nàng dâu Minh Hà khiến Lý Hải cứ suýt xoa cười ganh tị là má thương con dâu hơn con ruột rồi. Theo biên tập viên Quỳnh Hương hỏi về cảm giác nếu sau này các con lớn lên phải xa gia đình đi học, lập nghiệp thì sao? Cặp đôi Lý Hải Minh Hà thoáng chút nhói lòng. Lý Hải chia sẻ, ngày nào cũng nghe quen tiếng khóc tiếng cười của mấy ẻm rồi. Giờ nghĩ tới việc các con lớn và sẽ sống xa mình, đến ngày nào đó hai vợ chồng sống thui thủi, không có tiếng con chạy qua chạy lại, không biết sẽ ra sao. Cô vợ Minh Hà dù vững vàng hơn khi nói là đã chuẩn bị tâm lý sẵn đến ngày đó nhưng mà cũng thừa nhận yếu lòng. Mỗi lần nghĩ tới, điều đó lại thấy nhói nhói. Là một trong những cặp đôi được khán giả yêu mến bởi sự gắn bó trong đời thường mà đặc biệt là hình ảnh gia đình hạnh phúc với các nhóc tì xinh xắn. Lý Hải Minh Hà có lẽ thấu hiểu rõ giá trị của mỗi giây phút được quây quần bên nhau như chính thông điệp của chủ đề thay lời muốn nói lần này, trân quý bình an. Thế nên, trong những lúc dẫn chuyện, hai vợ chồng đôi khi không kiềm được xúc động khi chia sẻ những câu chuyện tìm kiếm sự bình an của các khán giả. Cặp đôi vàng còn tình tứ biểu diễn cùng nhau tiết mục Nhỏ ơi, Quang Nhật với lần đầu tiên cô vợ Minh Hà đóng vai minh họa cho chồng Lý Hải. Hình ảnh của vợ chồng Lý Hải Minh Hà vẫn luôn mặn nồng và hạnh phúc bất kể mọi lúc. Hồ Quỳnh Hương ra mắt MV đánh dấu 2 năm tình thầy trò cùng Thái Ngân. MV Sống Trọn hôm nay được thực hiện đúng vào dịp kỷ niệm 2 năm tình thầy trò giữa cô và Thái Ngân trong cuộc thi X Factor 2014.
Mới đây, bộ đôi cô trò Hồ Quỳnh Hương và Thái Ngân X-Factor vừa ra mắt MV mang tên Sống Trọn Hôm Nay. Bài hát do nhạc sĩ Phương Uyên sáng tác từng được Hồ Quỳnh Hương và các học trò X-Factor 2014 thể hiện trong đêm live show chung kết. Được nhiều khán giả yêu thích nhưng đến đầu năm nay, cô mới quyết định thu âm và thực hiện MV cho bài hát này. MV Sống Trọn Hôm Nay được thực hiện đúng vào dịp kỷ niệm 2 năm tình thầy trò giữa cô và Thái Ngân trong cuộc thi X-Factor 2014. Xuyên suốt video là hình ảnh của Hồ Quỳnh Hương và Thái Ngân trong cuộc thi này, từ những buổi đầu tiên gặp gỡ trên sân khấu loại trừ cho đến những vòng thi đầy cam go. Thông qua đó, khán giả có dịp bắt gặp lại những giọt nước mắt của Thái Ngân hay sự lo lắng thể hiện rõ trên nét mặt Hồ Quỳnh Hương. Ca khúc Đồng Thời là sự trở lại của Hồ Quỳnh Hương với dòng nhạc pop ballad, sở trường sau một thời gian thử nghiệm phong cách bolero. Đoạn cao trào của bài hát như tiếp thêm động lực trước những sợ hãi, thử thách trong cuộc sống. Hồ Quỳnh Hương đã thể hiện những nốt cao sở trường để tạo cảm xúc dâng trào cho bài hát. Trong khi đó, giọng hát của Thái Ngân lại tạo nên sự dày dặn, dễ đi sâu vào lòng người nghe. Sau 2 năm vào nghề, Thái Ngân vẫn giữ được chất giọng phóng khoáng nhưng phần nào trưởng thành, kinh nghiệm hơn trong cách xử lý. Bên cạnh sản phẩm song ca cùng Hồ Quỳnh Hương, nam ca sĩ sắp cho ra mắt MV mới mang tên Nhưng Anh Vẫn Yêu. MV và bài hát mới hứa hẹn thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của anh khi quay lại với âm nhạc và được Hồ Quỳnh Hương hỗ trợ.